bỏ về quê. Có tù luôn. Mà con này em dùng hơi thấp, đổi con khác rồi. Máy này hơi thấp. Một con Ventu là dùng được 4 Ryzen 5, 6 con Ryzen làm. Bảo dưỡng con quạt nha em nhé. Quạt bẩn này. Ồ. Con này bây giờ vẫn còn mới không nhỉ? Con này còn tương đối mới. Bây giờ nó vẫn còn không nhỉ? À tức là máy mới vẫn ra. Có, vẫn có máy. Con này em mua cũ mua mới. Con này em mua mới. Em dùng mới. Ngày xưa em mua cũng dùng con này này, con Google Black 14.500. Ba tính là 315 triệu. Ừ đấy, 315 mà. Con này ngày xưa em mua rồi. Đây mà anh về kiểu nó sống ở quê mà thì thằng này thì bố nhà nó giàu, anh chơi ở mẹ anh dùng chơi đúng cái này mà đây đều có nhiều loại kim cương, hai con đều được quả con ăn tinh bù fan fan nhé, hai con để nhau thắm dưới một con bảo thôi rồi người ấy sáng mai này lên ra. Nguyên ơi, Nguyên, kiếm anh cái Covid con mắc này à? Không lên đấy. Không lên nó bảo khen các bạn mắc này. Sao mà đây đâu, lỗi quạt đi, đáo ra làm lại quạt, bảo dưỡng sạch là hết. Hai con đều đấy. Phải được. Có này cũng kinh được.